Thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố liên tục tăng cao, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Đây là khu vực khám bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Thời tiết nắng nóng kéo dài gần đây khiến bệnh nhi đến khám tại bệnh viện liên tục tăng cao. Đặc biệt, đây là thời điểm dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nên số trẻ nhập viện để điều trị bệnh lý này, nhất là từ các địa phương lân cận như Quảng Ngãi, Quảng Nam cũng tăng lên đáng kể. Con đang cho sốt, mùi mẹ lắc lo lắng, cũng muốn cho đi khám cho con một ngày liền để cho con an tâm về những bệnh tay chân miệng. Tình trạng bệnh nhi đông đúc tương tự cũng diễn ra ở hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Trẻ chủ yếu mắc các bệnh lý về hô hấp, tiếp đến là tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm khác. Cùng với trẻ nhỏ, thì nhóm dễ mắc bệnh khác thời điểm này là người già cũng tăng lên. Theo ghi nhận tại Bệnh viện 199 Bộ Công an, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 500 lượt khám gọi trú và 300 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó bệnh nhân lớn tuổi chiếm tỷ lệ khá cao. Mấy ngày nay ở Đà Nẵng, thời tiết nóng nực quá, cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi, cho nên tôi phải đến ở bệnh viện để khám. Đối với lứa tuổi người già thì cẩn thận khi trong những cái thời tiết nắng nóng như thế này, thì thứ nhất là không ăn những cái thức ăn mà để lại. Cái thứ hai nữa là tránh những cái trường hợp mà đi từ ngoài nắng về thì không được tắm liền, không được vào phòng liền lần riêng. Còn đối với những trường hợp mà đi từ phòng lần thì không ra ngoài nắng được ngồi và tăng cường sức đề kháng bảo vệ cơ thể. Nắng nóng cực đoan được dự báo sẽ còn kéo dài. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động gìn giữ sức khỏe và có biện pháp phòng tránh bệnh tật do thời tiết gây ra, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.